Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đến với kênh ITB Club. Thì cũng đã lâu lắm rồi Hào cũng chưa livestream, nhưng mà trong thời gian sắp tới có thể là chương trình có một chút về vấn đề thay đổi các bạn. Thì trong thời gian này thì công việc của Hào nó có một chút thay đổi, là thời gian tới học sẽ mở ra một những cái cơ trung gọi là trung chiến lược các bạn. Thì sắp tới trung chiến lược mà nó mục đích là để cho các bạn những cái tín hiệu thật sự tốt trước khi cho tín hiệu đó có thể là tín hiệu ngày, hoặc là tín giao dịch trong một ngày, hoặc là có thể giao dịch trong một tuần. Đấy, thì sắp tới là hiện tại là cái chương trình của họ sẽ là phân tích và đưa ra cái chiến lược cho các bạn, cho các bạn theo dõi. Nếu như thực sự các bạn nào muốn kiếm tiền hoặc là muốn theo cái chiến lược của họ thì có thể vào một kênh VIP của câu lạc bộ. Thì đây là một cái chương trình mà có thể gọi là chương trình phím hàng các bạn, nhưng mà như nào nhỉ? Thì cái chương trình này thực sự đây là lần đầu tiên họ làm, nên đây là có nhiều cái sai sót, mong các bạn thông cảm. Thì đây là cái cặp tiền GU các bạn. Thì hiện tại là GU nó cũng đang cái giờ chính mà mình cảm thấy các bạn có thể giao dịch được, hoặc là thông thường là một ngày nó sẽ có những cái sóng khá là mạnh. Tuy nhiên những cái sóng đấy nó bắt nguồn từ những cái giờ giao dịch nhất định các bạn, chứ không phải là giờ nào nó cũng chạy sóng khá là mạnh. Thì trong một ngày những cái sóng mạnh mình nghĩ là, và cái kinh nghiệm của mình cho thấy là tầm khoảng 2 giờ trở đi đến 3 giờ thì nó sẽ không có sóng khá là mạnh. Sau đấy sau 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ thì cái đó là có thể là sóng, một cái sóng điều chỉnh hoặc là sóng tích lũy. Và tiếp tục 7 giờ đấy là nó có thể là sóng tiếp tục, mà nó sẽ gọi là sóng mạnh các bạn. Chính vì vậy là mình sẽ có một cái kế hoạch riêng cho bản thân mình. Mình muốn train kiểu sóng, hay là mình muốn train theo kiểu là sideway, hay là như thế nào đấy. Thì cái đó là tùy theo khẩu vị của mỗi người. Chính vì vậy là mình sẽ đưa ra cái nhận định của mình của mỗi cặp tiền. Mình sẽ xem tầm khoảng 10 cặp tiền đó các bạn. Tầm 10 cặp tiền các bạn có thể theo dõi chiến lược này. Ok, về cặp tiền GU thì hiện bây giờ chiến lược nó sẽ như thế nào đây trong ngày hôm nay. Thì mình nếu như mình đánh trong ngày các bạn thì mình sẽ phân tích theo chặt H1. Còn nếu như đánh có thể là 2-3 ngày thì có thể mình xác định là trong chặt H4. Thì bây giờ nếu mà nói về ngân hàng các bạn, hiện tại thì GU nó đang tích lũy rất là mạnh. Vậy thì chiến lược các bạn có thể theo dõi trong thời gian tới là như thế nào. Thì hiện tại nếu mà nói về GU thì nó có GU thì nó có chiến lược thứ nhất là H1 các bạn. Thì H1 thì các bạn thấy đây là nó đang nằm trong cái vùng tích lũy khá là mạnh như thế này, thì có thể là nó sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới hoặc là giảm trong thời gian tới. Vậy thì cái điểm mà các bạn có thể xem xét sau 2 giờ ngày hôm nay, sau 2 giờ ngày hôm nay, nếu trường hợp như các bạn có thể là một lệnh là buy ở đây các bạn. Hiện tại là cặp tiền này nó H4 nó đang khá là ok các bạn. Thì nếu như mà nó đóng nến tầm khoảng 1.22985 này á, thì các bạn có thể xem xét canh buy lên và các bạn TB tại đâu. B bạn, nếu như vừa cùng này các bạn nhé, vừa cùng này tăng lên thì các bạn có thể xem xét TB tại cái vùng này. TB tại vùng này đây, thì nếu như vượt lên vùng đó, vùng đấy thì vùng đó thì mình bạn có thể TB tại cái vùng này. Ok, vậy thì các bạn TB ở đâu? Các bạn TB ở vùng này có nghĩa là các bạn có thể đây. Nếu như các bạn bay từ cái vùng này thì các bạn có thể TB tại cái vùng này, thì nó tầm khoảng là
80 bit các bạn. Thì các bạn ấy đợi rằng các bạn ấy đợi sẽ ở cái vùng này. Các bạn sẽ XL tới cái vùng này thì XL tầm khoảng 30, khoảng 50 bit các bạn. Đây là cái chiến lược ngày trong ngày hôm nay của các tiền gỗ. Còn trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai. Đây là một cái chiến lược các bạn nhé. Chiến lược là buy tại cái vùng này, XL vùng này và TB tại cái vùng 1.3238 này. Đó là cái chiến lược của ngày hôm nay của tiền gỗ. Còn không, nếu như các bạn không thích chiến lược này thì có thể là các bạn chờ đợi khi nó tăng tới cái vùng này. Nó tăng tới cái vùng này. Vùng giá này các bạn có thể xem xét sell xuống. Các bạn có thể xem xét sell xuống và TB tại cái vùng này. Đây là hai chiến lược của GU trong ngày hôm nay các bạn nhé. Thì các bạn có thể sell tại cái vùng này và XL tại cái vùng này. Là mình cũng là 80 pip các bạn. 80 pip thì ở đây là các bạn có thể xem xét là cancel ở vùng này và XL TB ở đây và XL tầm khoảng vùng này thì XL ngắn ngắn thôi các bạn. XL tầm khoảng 50 pip thôi. Cái này các bạn có thể là 50 pip. Khi mà các bạn lời tầm khoảng 20 pip thì các bạn có thể xem xét giờ XL về họ vốn. Thì những cái bạn nào mà theo dõi lệnh có thể linh hoạt về vấn đề đấy. Thì đây là cặp tiền GU của ngày hôm nay các bạn. Chiến lược như vậy. Còn cái chiến lược thứ hai các bạn có thể là chiến lược thứ hai của cặp tiền GU các bạn. Thì nếu như nó không chạy lên tới đây thì các bạn sẽ như thế nào? Thì các bạn thấy này. Ở đây là nó sẽ có một cái trend line các bạn. Các bạn có thể xem xét canh buy tại cái vùng này và buy tại cái vùng này. Canh buy tại hai cái vùng này và XL này nó hơi bị xa một chút các bạn. Các bạn có thể XL tại cái vùng vùng này. XL tại cái vùng này là tầm khoảng 30 pip thôi các bạn, không sao. Nếu như các bạn buy ở đây buy thì chính xác là các bạn có thể là xem xét còn lại XL tầm khoảng cái này 50 pip các bạn. Các bạn có thể XL tầm khoảng 50 pip so với cặp tiền này. Là 50 pip nếu như buy ở đây các bạn nha. Nếu như trường hợp như mà nó không tăng nó phải giảm. Nó giảm thì mình sẽ có một cái chiến lược giảm là gì? Và các bạn buy ở đây và các bạn có thể TB tại cái vùng này. Buy hay lệnh đây, các bạn có thể TB tại cái vùng này các bạn nhé. Đó cũng là tầm khoảng 40 pip đấy. Tầm khoảng 40 pip. Nhưng 40 pip đó nên các bạn vào lệnh đây thì các bạn sẽ ăn nhanh thôi. Không sao. Với quan điểm mình là bảo toàn vốn là cái quan trọng nhất, nên chính vì vậy khi mà các bạn là tầm khoảng 2 đến 30 pip ấy, 20 pip đến 30 pip thì các bạn nên chạy lại về hồi vốn. Cái đó là quan điểm của mình, còn tùy mỗi bạn, có những bạn có thể chốt luôn hoặc là như thế nào đấy, đó là tùy theo các bạn. Có đây là hôm nay bây giờ 11 giờ rồi các bạn, thì tầm khoảng 3 nay tầm khoảng 3 giờ đến 4 giờ là có khả năng có biến động khá là mạnh đấy các bạn. Khả năng có biến động khá là mạnh nên các bạn lưu ý. Thì về chiến lược của cặp tiền GU nó là như vậy. Ok. Thì tiếp tục cặp tiền tiếp theo là cặp mình chỉ phân tích cơ bản về những cặp tiền chính thôi. Còn những cặp tiền mà những cặp tiền các bạn có muốn yêu cầu thêm thì có những cái gì nhắn tin cho mình phân tích thêm. Thì cặp tiền GU các bạn, thì hiện tại H1 nó đang tích lũy chặt chẽ và H4 hiện bây giờ nó đang nằm trong cái vùng này các bạn, đang nằm trong cái vùng cái nến của cái này. Thì hiện tại chiến lược là mình nghĩ chưa nên đưa ra chiến lược. Thì chiến lược này hiện tại có thể vào chiến lược đó khi các bạn thấy đây một cái đường trend line đúng không? Đây là một cái đường trend line các bạn. Đây là mình sẽ phân tích. Đây là một cái đường trend line. Thì hiện tại tất cả mọi chặt của nó đang có xu hướng là khả năng sẽ tiếp tục giảm các bạn. Nhưng mà nó cần đòi hỏi. Hỏi cặp tiền này ấy, có thể là nó cặp tiền đen này nó có thể đóng nấy tại cái vùng này, nó đóng nấy tại cái vùng này thì mình nghĩ mới có thể là giao dịch được các bạn.
có thể là cặp tiền này trong đóng nén tại cái vùng đó, có nghĩa là nó phải vượt qua cái vùng giá này các bạn. Nó vượt qua cái vùng giá này thì bây giờ nó đang như thế này, khi nó vượt qua vùng giá này, vượt qua vùng giá này thì mình mới có thể mình sell được các bạn, có nghĩa là nó phải giảm tầm khoảng 60 pip nữa, đóng nén tầm khoảng 60 pip nữa, đóng nén các bạn nha, đóng nén dưới so với vùng đáy này thì các bạn có thể là xem xét sell được. Còn hiện tại là buy hay sell thì các bạn không 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 nên đánh, gọi là đánh cược. Còn trừ trường hợp nếu như mà nó có một cái nến nó vượt qua cái vùng giá này các bạn, H4 hiện tại nếu như mà thật sự nó có một cái nến nó vượt qua cái vùng giá này, nó đóng nến luôn các bạn nha. Đây là mình chỉ suy xét với quá trình là đóng nến các bạn nha, với là nó vượt qua cái vùng giá này, tại vì hiện tại cái vùng giá này là cái vùng tích lũy. Nếu như nó vượt qua vùng giá này thì các bạn có thể xem xét canh buy này, canh buy này và TB tại cái vùng này các bạn, TB vùng này. Tuy nhiên hiện tại là D nó vẫn đang có một cái xu hướng là khả năng nó sẽ tiếp tục giảm, nên các bạn phải lưu ý cái này EO nó chỉ đánh khi mà nó vượt qua vùng giá này thôi, các bạn mới có thể là xem xét vào lệnh. Còn nếu như nó nằm trong một cái nến như thế nào thì mình nghĩ là này hạn chế. Thì đó là cặp tiền EU các bạn. Tiếp theo là cái cặp tiền sau các bạn nhé. Cặp tiền sau thì thật sự mà nói, nếu mà nói về cặp tiền sau này á, thì mình nghĩ là sắp tới sẽ tiếp tục xem xét sale các bạn, xem xét là sẽ giảm xuống, mặc dù là chặt tháng nó khá là ok rồi, chặt tháng nó khá là ok. Tuy nhiên thì nó đang nằm ở một cái vùng kháng cự khá là mạnh. Để giao dịch được cặp tiền sau này thì mình nghĩ là có thể là bắt đầu từ tuần sau, tuần sau thì mới có thể vào lệnh được các bạn. Còn hiện tại thì trong khoảng thời gian này nó biến động khá là mạnh và cũng chưa thật sự rõ xu hướng, hơn nữa là sẽ có những cái tin ngoài lùng về vấn đề chiến tranh ảnh hưởng này nọ kia, thì mình nghĩ là trong thời gian này á, thì cặp tiền sau thì xem xét là nó sẽ tiếp tục, nó sẽ giảm về cái vùng này các bạn, sẽ giảm về cái vùng này. Tuy nhiên nó phải cần một sự đảo chiều nhất định thì đấy các bạn có thể vào lệnh được. Cặp tiền sau này thì mình nghĩ là bắt đầu tuần sau là mình sẽ phân tích một cách rõ ràng hơn, phân tích một cách rõ ràng hơn các bạn, thì khả năng sau nó sắp tới là nó sẽ giảm được cái vùng này các bạn, sẽ giảm được cái vùng này. Tuy nhiên càng đòi hỏi phải chờ đợi một khoảng thời gian nữa, thì tuần sau mình sẽ phân tích rõ ràng hơn về tập tuần sau này. Ok, thì bây giờ tiếp tục sẽ là cặp tiền UZ các bạn. UZ thì vừa rồi nó có một cái nến đóng xuống như này và nó rút chân lên các bạn, thì sắp tới điều gì sẽ xảy ra với cặp tiền này UZ các bạn? Thì về cả H1 ấy, H1 thì thật sự là mình thấy cũng đang tích lũy khá là dài các bạn, đang tích lũy khá là dài. H4 thì nó đang nằm, cái giá nó đang nằm trong hai cái vùng này, đang nằm trong hai vùng này thì mình nghĩ là cũng chưa có một cái thời điểm nào biểu dịch cả, thì có thể là cặp tiền này nó sẽ tiếp tục lũy hết tuần này các bạn, hết tuần này luôn đấy, thì cặp tiền này nó cũng chưa có một cái xu hướng rõ ràng, chưa có một cái xu hướng rõ ràng nào cả, nên dẫn đến là mình nghĩ là cặp tiền này hôm nay đứng ngoài. Nếu như thật sự trong vòng tuần sau các bạn, hiện tại các bạn thấy không, ở đây nó có một cái đường trên line như thế này, nó chạm tới vùng line này các bạn thấy không, nó chạm nó bật lên, nó chạm nó bật lên. Chính vì vậy có thể là đây là một trong những cái mô hình các bạn có thể là xem xét này, thì nó có thể là nó sẽ đi trong cái mô hình đây gọi là sóng B các bạn, sóng B trong cái Ichimoku là gọi là sóng B trong thời gian sắp tới, là nó sẽ biến động mạnh, nó biến động trong khoảng thời gian này. Vậy thì mình sẽ giao dịch khi nào, thật sự nó đóng cái nén ở dưới vùng giá này các bạn, thì cái đó các bạn hãy xem.
Còn hiện tại là nghĩ là cũng chưa chưa có một cái lệnh giao dịch nào so với cái cặp tiền này. Đấy, thì đó là cặp tiền UZ, nó là như vậy các bạn. UZ thì hiện tại mình tiếng này là cũng chưa nên giao dịch làm gì, tại vì hiện tại nó sẽ tạo, nó đang trong cái vùng xe quay các bạn, nên thật sự là nếu như mà trong vùng xe quay thì nếu như mình thực sự mình đánh nó rất là ngại các bạn, nên là mình nghĩ là trong khoảng thời gian này là cặp tiền này nó có thể là các bạn nên theo dõi thêm. Thì mình phân tích sơ là bốn cặp tiền là như vậy, thì mình sẽ phân tích thêm một cái cặp tiền là U. U thì cũng tương tự các bạn. U thì như thế nào đây? U các bạn thấy không? Hiện tại nó đang là như thế này, các bạn thấy không? Nó đang được tích lũy trong vùng vùng giá là một 330 pip, nó đang tạo trong một cái vùng giá như thế này. Thì trong thời gian tới nếu nếu các bạn nó có trong thời gian tới có thể là nó có một cái nấy nó đóng dưới vùng này các bạn, có thể gọi là breakout ấy, đóng dưới cái vùng này là 0.664 các bạn, thì các bạn có thể xem xét là các bạn có thể save xe cặp tiền đó. Và TB khá là rộng các bạn, TB khá là xa, tại vì tất cả mọi chặt nó khá là ok rồi, nó khá là ok, nên nếu như nó vượt qua vùng giá đấy thì mình có thể xem xét xe các bạn, xe tại vùng giá 0.664 này. Và các bạn TB thì TB có thể là tầm khoảng 50 bit hay là 100 bit, đó là cái chiến lược của bạn. Còn mình nghĩ là nếu như thật sự nó chạm cái vùng giá này thì các bạn có thể TP tầm khoảng 3 tới cái vùng giá này là ok các bạn. TP tới vùng giá này. TP tới vùng giá này là ok, coi là TP tới vùng giá này. Ok, là 0.64 này. Cái đây là về mặt dài các bạn nha, còn về mặt ngắn hạn á, có đâu về mặt dài hạn, còn về mặt ngắn hạn thì chiến lược của ngày hôm nay là gì? Chiến lược của ngày hôm nay cũng cập tiền à, chiến lược của ngày hôm nay cũng cập tiền à, U. Lực của ngày hôm nay của cặp tiền AU thì mình cũng phải tiếp tục mình chờ vượt đáy này các bạn. Thực sự là hiện bây giờ AU cũng đang khá là khó giao dịch. Hiện tại thì các bạn có thể xem xét chờ đợi nó giá nó về tới vùng giá này các bạn, giá tầm khoảng cặp tiền AU các bạn nhé. AU thì khi mà nó về tới vùng giá 0.669 này, các bạn có thể xem xét canh buy, các bạn có thể XL dưới cái vùng này. XL dưới cái vùng này là tầm khoảng 30 pip các bạn, 30 pip các bạn, và các bạn có thể TP tại đâu? TP tại cái vùng giá này, ở đây là TP 1, TP 2 là cái vùng giá này các bạn. TP2 là cái vùng như này, có nghĩa là khi mà các bạn vào lệnh này là có thể đến tầm khoảng
50 pip đến 60 pip các bạn. Và nhất quyết là phải ấy là cái vùng này các bạn nhé. Nếu như thực sự nó vượt quá vùng này thì xem xét sẽ cancel luôn. Thực sự nó vượt qua cái vùng đó thì xem xét sẽ cancel luôn các bạn. Ok, vậy chiến lược là sắp tới là khi mà nó vượt qua vùng này các bạn, vượt đến vùng này các bạn có thể canh buy, buy TP lại tới vùng này. Còn trường hợp thứ hai, nếu như mà thật sự thì cặp tiền AU này có thể là ngày hôm nay nếu như H1 cũng khả năng sẽ tiếp tục tích lũy các bạn, chưa có gì cả, nhưng mà chiến lược an toàn nhất là khi nó chờ đợi vào đây các bạn sẽ buy các bạn nhé. Vậy là tại cái vùng giá này. Ok, thì đó là chiến lược của ngày hôm nay. Thì trong vòng 5 cặp tiền mình sẽ tổng kết sơ lại cái phân tích trở lại như vậy. Thì cặp tiền GU thì có hai chiến lược. Chiến lược thứ nhất, nếu như vượt qua vùng giá này thì các bạn có thể xem xét can buy và TP tại giao găm của D các bạn. TP tại giao găm của D có nghĩa là các bạn có thể xem xét can buy tại cái vùng này. Giá này các bạn 1.2296, đây là chiến lược của ngày hôm nay các bạn nhé. 1.2296 các bạn có thể xem xét can buy tại cái vùng giá này và TP tại tại đây tại vô găm D các bạn nhé. Vô găm của D là tầm khoảng 100 pip đấy, và XL tầm khoảng dưới này, đây là tầm khoảng 50 pip. Đó là cặp tiền GU, đó là một chiến lược. Chiến lược thứ hai nữa, khi mà giá của ngày hôm nay nếu như thực sự nó chạm vào cái vùng vô găm này thì các bạn có thể xem xét cancel. Chiến lược thứ hai các bạn nhé. Chiến lược thứ hai thì các bạn có thể xem xét cancel ở đây, TP tại cái vùng này. Các bạn sẽ kiếm được 60 pip. Sell ở tại cái vùng này các bạn nhé, và TP tại đây. Các bạn có thể kiếm được 70 pip tại cái vùng giá này. Cái chiến lược thứ ba của cặp tiền GU, nếu như thật sự nó không tăng lên đây, mà nó giảm, thì các bạn có thể xem xét buy tại cái vùng giá này, buy tại cái vùng giá này và buy tại cái vùng giá này. Các bạn sẽ XL dưới cái vùng này. Vì các bạn biết sao XL dưới vùng này? Thì vì mình có sử dụng thêm cái đường MA200 này các bạn. Sử dụng thêm cái đường MA200 nữa. Thì các bạn có thể buy vùng này, và XL tại cái vùng này và TP tại cái vùng này các bạn. Ok, đó là chiến lược của cặp tiền GU trong ngày hôm nay. Còn cặp tiền sau thì mình đã nói rồi, thì có thể là hiện tại là mình đang nên chờ đợi cặp tiền sau này, và tuần sau mình sẽ phân tích rõ hơn về cặp tiền sau.